Quốc đã giết hại kinh tế Việt Nam như thế nào? Thập niên 90 thì Mỹ bỏ lệnh cấm vận để giao bang với Việt Nam và cũng là thời kỳ mà kinh tế Việt Nam mở cửa và tiếp nhận nhiều khoản đầu tư ưu đãi của Mỹ và châu Âu. Không chỉ được tiếp nhận nhiều khoản đầu tư ưu đãi mà Việt Nam còn được hưởng rất nhiều khoản viện trợ từ Mỹ và châu Âu. Đây có thể nói là giai đoạn thuận lợi và cơ hội ngàn vàng cho Việt Nam ngả theo Mỹ và châu Âu, giống như Nhật Bản và Hàn Quốc để đưa việt nam phát triển thịnh vượng nhưng giai đoạn thuận lợi và cơ hội ngàn vàng đã không đưa việt nam phát triển thịnh vượng mà lại đưa việt nam vào con đường chết thảm tại sao lại để mất cơ hội ngàn vàng này xin thưa tất cả cũng chỉ vì sự yếu kém sự tham lam của giới lãnh đạo chính trị việt nam và sự thâm độc của cộng sản trung quốc mà thôi đây là một thực tế phũ phàng mà ai đã từng sống ở việt nam đều có thể kiểm chứng được qua những sự kiện đã diễn ra và đang diễn ra trên đất nước Việt Nam. Sự kiện đầu tiên mà ai cũng có thể biết được là Trung Quốc đã giết hại kinh tế nông thôn Việt Nam bằng cách đưa ra chính sách mua chân trâu với giá rất cao để người dân nông thôn Việt Nam chặt chân trâu bán hết cho Trung Quốc. Và khi đã không còn trâu cày ruộng thì Trung Quốc tiến hành bán máy cày cho Việt Nam. Một sự kiện xem ra có vẻ rất đơn giản nhưng người dân nông thôn Việt Nam vào thời điểm của thập niên 90 đã bị trao đảo vì thu nhập bị ít lại mà Trung Quốc thì được hưởng lợi rất nhiều từ việc bán máy cày cho người dân nông thôn Việt Nam không chỉ có đưa ra chính sách mua chân trâu và bán máy cày mà Trung Quốc đã giết hại kinh tế nông thôn Việt Nam bằng cách đẩy giá cây cảnh lên rất cao để cho người dân Việt Nam đổ xô nhau đi trồng cây cảnh sự kiện này đã làm cho người dân mấy tỉnh phía bắc phải rơi vào cảnh điêu đứng một thời gian dài mấy tỉnh đồng bằng bắc bộ là nơi có lợi thế về trồng lúa trồng rau màu trồng cây ăn trái để cung cấp cho các thành phố nhưng khi trung quốc đưa ra chính sách mua cây cảnh với giá rất cao thì người dân việt nam lại đổ xô nhau đi trồng cây cảnh thậm chí là đất vườn cảm thấy chưa đủ nên nhiều người đã thuê cả đất ruộng để trồng cây cảnh nhưng cuối cùng chỉ là nạn nhân trong chính sách lừa đảo của trung quốc cái chớ trêu là khi người dân việt nam đã dồn hết vào trồng cây cảnh và không còn chỗ để trồng rau màu cây ăn trái thì trung quốc đưa trái cây sang bán cho các thành phố của việt nam điều nguy hiểm là trái cây của trung quốc toàn tầm hóa chất độc hại nên đã hủy hoại sức khỏe của người dân việt nam trái cây của trung quốc thì tràn ngập các thành phố mà cây cảnh của người dân việt thì vẫn tươi tốt nhưng không ai thèm mua đã rơi vào tình thế phá cây cảnh đi thì tiếc mà giữ lại không ai mua không chỉ có thế trung quốc còn đưa ra chính sách mua đỉa giá cao mua cau giá cao để đánh lừa và giết hại người dân việt nam mấy chiêu trò tưởng đơn giản nhưng đã làm cho kinh tế nông thôn việt nam phải điêu đứng và nhiều người phải tán ra bại sản ngành công nghiệp việt nam thì sao nghĩ đến việt nam liên doanh với nhật bản để lắp ráp xe máy thì vô cùng đau đớn một chiếc xe máy với phụ tùng khá tốt mà Việt Nam lắp ráp thì bán được với giá khoảng 14 triệu một chiếc. Và nếu người dân Việt Nam mua xe của người Việt lắp ráp thì tạo ra được công an việc làm cho người dân mình. Nhưng quan chức Việt Nam vì hám lợi cá nhân mà mở toang cửa biên giới để Trung Quốc đưa xe máy kém chất lượng vào thị trường Việt Nam với giá chỉ có khoảng 10 triệu một chiếc. Người dân Việt thì ham rẻ nên đua nhau mua xe máy Trung Quốc và dĩ nhiên là các công ty lắp ráp xe máy của việt nam bị phá sản và khi phá sản thì công nhân việt nam cũng không còn việc làm nghĩa là trung quốc đã đưa quá nhiều hàng hóa kém chất lượng hàng giả hàng nhái hàng độc hại vào việt nam để giết hại nền kinh tế việt nam không chỉ có giết hại một cách trực tiếp mà trung quốc còn giết hại người dân việt bằng các dự án đầu tư qua chính phủ việt nam đây mới là cái giết hại đau đớn và không còn đường thoát cho việt nam trung quốc cho chính phủ việt nam vay tiền một cách dễ dãi nhưng lại răng ra cái bẫy để cho các quan chức việt nam vướng vào tham nhũng qua các dự án và tiền vay để trở thành con nợ của trung quốc khi không còn cửa nào để từ chối những điều kiện mà mỗi khi trung quốc đòi hỏi đây là một thực tế mà ai cũng có thể nhìn thấy được qua các dự án tai hại của trung quốc đã được giải đi trên khắp lãnh thổ việt nam khi Trung Quốc lấy đất của người dân Việt Nam để làm nhà máy thì đều hứa hẹn là sẽ tuyển người dân Việt Nam vào làm việc. Nhưng khi làm xong nhà máy thì lại đưa người Trung Quốc sang làm nên người dân Việt Nam đã bị mất cả đất canh tác và mất luôn cả việc làm. Người dân Việt Nam thì bị mất đất canh tác và không có việc làm nên đã phải chạy đi lao động ở khắp nơi trên thế giới. Người may mắn có việc làm thì còn có được chút tiền nhưng người không may mắn thì bị đối xử bất công nơi đất khách quê người và phải ra về trong trắng tay nhà nước việt nam thì không thu được thuế từ các công ty trung quốc mà ngân sách quốc gia thì lại bị thâm hụt trầm trọng vì phải nuôi một bộ máy công quyền quá đông và quá tốn kém nên lại càng phải đi vay mượn trung quốc đi vay tiền của trung quốc thì phải trả mà không trả được bằng tiền thì người ta đòi trả bằng đất mà muốn trả được bằng đất cho đỡ mất mặt thì phải ra luật đặc khu và cho thuê đất 99 năm. Tất cả đã quá muộn, đã đi vào vòng xoáy của vay mượn và lệ thuộc. Nhát dao mà Trung Quốc đã đâm thẳng vào mảnh đất hình chữ S và giết hại dân tộc Việt Nam là quá phũ phàng và đau đớn. Tác giả Nguyễn Tiến Đạt